Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 10, Viettravel Airlines đã công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hải giữ chức tổng giám đốc của hãng bay này sau khi ông Vũ Đức Biên từ nhiệm kể từ ngày 23 tháng 10. Tân CEO của Viettravel Airlines đã có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, vị trí gần đây nhất mà ông Hải đảm nhiệm là tổng giám đốc của Bamboo Airways, bổ nhiệm vào cuối tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng thì ông Hải đã xin từ nhiệm. Trước đó, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại tổng công ty hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines và các công ty thành viên như Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, Tổng giám đốc của hãng hàng không Cambodia Angkor. Cũng liên quan đến nhân sự cấp cao của Viettravel Airlines, ngày 23 tháng 10, hãng bay này đã bổ bổ sung thêm hai thành viên hội đồng quản trị mới, nhiệm kỳ 2022-2027, đó là ông Philip Roller và ông Đoàn Hải Đăng. Ngoài việc bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo cấp cao. Việt Travel Airlines sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm triển khai phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty trong mảng kinh doanh cốt lõi và phụ trợ. Hiện nay, vốn điều lệ của hãng là 1.300 tỷ đồng và tổng vốn điều lệ của Việt Travel Airlines sẽ đạt mức là 2.000 tỷ đồng sau khi phát hành thành công. Việt Travel Airlines sẽ tiếp tục nâng quy mô đội bay, đội tàu bay và mở rộng mạng đường bay của hãng theo đúng kế hoạch đã được đề ra ngay từ những ngày đầu thành lập.